Vâng, xin kính chào các bác và anh em đam mê âm thanh. Hôm nay em xin lên sóng để giới thiệu đến các bác và anh em, đặc biệt những anh em yêu thích hàng Mỹ, một mẫu dây loa bãi cao cấp của Mỹ, chính hãng Macintosh. Thực ra thì em đã có một video làm về cái mẫu dây loa này rồi, nhưng hôm nay em làm cái video này để giới thiệu đến một mẫu mới, nhìn đẹp hơn, sang hơn, để những anh em nào mà thích chơi thì có thể là sắm cho mình một cặp dây loa này để chuẩn bị Tết. Vâng, tại sao nó đẹp hơn, nó sang hơn thì ngay sau đây em sẽ giới thiệu luôn đến các bác và anh em. Vâng, vẫn là sợi dây của hãng Macintosh, made in USA. Nhưng mà khác với những cái mẫu trước mà em giới thiệu ở video trước, mẫu này bốn cái đầu dây của nó có cái sự khác biệt một chút. Vâng, ngay sau đây thì em sẽ chỉ đến các bác anh em cái sự khác biệt của nó. Vâng, đây chính là sự khác biệt của nó các bác. Các bác thấy rõ chưa? Không giống như cái mẫu dây trước, mẫu dây này bốn đầu của nó là bốn cái chạm đồng, đồng nguyên chất nghe các bác, cũng của chính hãng Macintosh luôn. Rồi, em sẽ quay rõ, quay nét để các bác thấy. Đây, cũng của chính hãng Macintosh luôn. Nó làm cho sợi dây chắc chắn, nhìn chắc chắn hơn, đẹp hơn và sang hơn rất là nhiều. Với những anh em mà các bác thích chịu chơi thì đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời các bác. Hiện tại thì với mỗi cái chạm đồng này, bên em đang bán lẻ là 100.000 một cái chạm đồng này. Còn với một cái sợi dây, một cặp dây loa chạm đồng kiểu như này, 2,5 mét thì bên em đang bán với giá là 1,9 triệu các bác. 1,9 triệu một cặp dây như này nghe các bác, chạm đầu. Còn với những anh em và các bác vẫn muốn sử dụng hàng Mỹ, vẫn muốn dùng hãng Macintosh này nhưng mà muốn có giá mềm hơn một chút và muốn lắp các cái đầu giắc thường, đầu giắc bắp chuối chẳng hạn, thì bên em vẫn cung cấp đến các bác và anh em những cái mẫu dây đấy. Đây các bác, đây là đầu giắc, một đầu bắp chuối và một đầu là càng cua. Giá bắp chuối với càng cua thì giá nó vẫn như nhau các bác. Nếu các bác thích 8 cái đầu này đều là bắp chuối, bên em cũng sẽ đi quay 8 cái đầu này bắp chuối cho các bác, hoặc là 4 đầu bắp chuối, 4 đầu càng cua thì bên em cũng sẵn sàng làm để phục vụ các bác. Với cái sợi dây như 2,5 mét mà đi quay bằng 4 cái giác bắp chuối hoặc càng cua này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 1,150,000. 1,150,000 một cặp nha các bác. Hiện tại thì bên em cũng đi quay luôn cái dòng là một đầu ra, một đầu vào bốn bắp chuối và đầu ra là tám giác bắp chuối các bác. Đây. Tám giác. Đầu vào bốn bắp chuối và đầu ra là tám bắp chuối, cũng cùng một cặp của nó như vậy. Hiện tại thì với cái cặp này vì nó cái số bắp chuối nhiều hơn nên nó giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Là 1,250,000 các bác. Hoặc là với những cái bác nào mà muốn sử dụng luôn trên một cái sợi dây này ra là bốn bắp chuối cơ, vào bốn bắp chuối và ra bốn bắp chuối,
thì bên em cũng sẵn sàng đi quay cho các bác. Vào bốn mắp chuối và ra bốn mắp chuối đây trên một sợi dây, thì bên em cũng sẽ sẵn sàng đi quay cho các bác theo yêu cầu của các bác. Và cái sợi này thì một cặp này thì đắt hơn chút, đó là 1.350.000 một cặp các bác. Vâng, nếu các bác và anh em muốn sợi dây được đi qua như nào thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0983 593 826 em để trên màn hình. Và để theo dõi các video tiếp theo của em thì vui lòng đăng ký kênh và bấm cho em một like để động viên em làm các video tiếp theo để phục vụ các bác và anh em. Vâng, cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video tiếp theo.